Hello mọi người, lại là em ý đây. Thì hôm nay em ý tiếp tục sale một cái lần cuối năm nữa cho mọi người, cho những anh chị sale tri ân, cho những anh chị khách hàng thân thiết của em ý nha. Hôm nay đầu tiên cái cây em ý sale sẽ là một cái cây vàng Tây Ninh mọi người. Đúng ra là em ý sẽ lặt bông hết mọi người, nhưng mà tiện thể hôm nay ra cái bông thì em ý sẽ quay cho mọi người xem. Bông này nó sắp tàn rồi, do quá bẩn mọi người, chúng thôi đúng ra là mình phải lặt hết mấy cái bông này mọi người. Lặt hết đi để nuôi nó, nuôi cái phần mầm này nó mới có năng suất nó đẻ. Còn mình mà để nuôi bông như thế này là không có năng suất đẻ. Cái này tại thân này là thân bắn tẻ cho nên nó ra bông đó mọi người. Vàng Tây Ninh này hôm nay em ý sẽ chia sẻ với mọi người, chia sẻ tri ân. Nói chung lần này chắc là em ấy tri ân cái cô lần cuối cùng của năm mọi người. Tại vì bên em ấy là bên cái bên giao hàng nó sắp hết nhận hàng rồi. Nó nhận hàng trong một tuần quay lại nữa thôi là nó hết nhận hàng. Năm nay nó sẽ nghỉ sớm hơn mọi năm mọi người. Đây là bông vàng Tây Ninh nha. Đây là một trong cái cây kiếm đột biến thuộc trong dòng tứ đại danh kiếm mọi người. Nó rất là đẹp, rất là hot và rất là được lòng người chơi. Đặc biệt hoa của nó màu vàng rất là đẹp luôn mọi người, lưỡi sơ mi hoặc là lưỡi hồng á. Nếu như mà anh chị nào chưa biết thì mình có thể lên Google mình search cái cây vàng Tây Ninh nó đẹp như thế nào, kiếm vàng Tây Ninh nó đẹp như thế nào, và giá trị của nó như thế nào, và nó được lòng người chơi như thế nào. Nói chung trên Google nó có hết mọi người. Thì em ý sẽ chia sẻ hữu duyên với mọi người nha, chia sẻ hữu duyên với mọi người. Một thân như thế này 1 triệu. Cứ hàng này, cái này là em ý chia sẻ hàng giống về cho mọi người lấy giống nha. Em ý chia sẻ 6 anh chị đầu tiên mua trên cái clip này của em ý thôi. Cái này thì cây nó giá trị cũng khá cao mọi người, cho nên em ý không có đủ điều kiện mà chia sẻ cho mọi người nhiều, cho nên mọi người thông cảm cho em ý. Thì em ý cũng chúc mừng những anh chị nào mà mình thấy cái video này, mình alo sớm cho em ý nha. Đó, một thân như thế này hàng giống thì em ý sẽ chia sẻ là 1 triệu. Anh chị nào mà nhanh tay alo cho em ý thì mình sẽ được cho mọi người một thân như thế này là 1 triệu. Em ý sẽ bao ship cho mọi người chỉ trả 1 triệu thôi nha. Đây là lần cuối cùng trong năm em ý sẽ sale tri ân với mọi người. Nói chung em ý sẽ tri ân hết cỡ. Sẵn đây em ý cũng chia sẻ với mọi người là tại vì sao em ý không sale cát thì mọi người, không phải không sale cát. Nhưng mà cây cát nó cũng khá là vừa tầm sale. Đúng là sale cát thì em ý không có, cũng đỡ mọi người, nó cũng đỡ hao hụt về kinh tế hơn. Nhưng mà không, ở đây em ý muốn gieo duyên chia sẻ với mọi người. Thứ nhất, cái cây kiếm này là một cái cây nó mang lại tài lộc cho mọi người. Thứ hai, nó mang lại may mắn cho mọi người, cho nên em ý mới chia sẻ. Chứ không thôi em ý chia sẻ cát rất là ok mọi người, nhưng mà không, em ý muốn đem lại cái may mắn cho mọi người, muốn đem lại cái may mắn cho mọi người, muốn mang lại tài lộc cho mọi người, cho nên em ý mới chia sẻ cái cây kiếm này nha mọi người. Chứ không thôi em ý chia sẻ, em ý tri ân cát cũng quá đổi là được luôn. Nó rất bình thường nha mọi người, nó rất bình thường, nhưng mà không, tại em ấy muốn đem tài lộc và may mắn cho mọi người, cho nên em ấy mới chia sẻ những cái cây kiếm này. Đó, đó là lý do tại sao em ấy chia sẻ nha. Đây, em ấy mời mọi người đi theo, đó là cái cây kiếm đầu tiên. Cây đó là vàng Tây Ninh. Anh chị nào mình có nhu cầu hoặc mình đã biết trồng kiếm thì mình cứ alo cho em ấy nha. Em ấy không chia sẻ nhiều nữa mọi người, tại vì lần trước em ấy hứa với mọi người là chỉ tri ân cho 10 anh chị đầu tiên thôi, mà rốt cuộc khóa ra tri ân mười mấy anh chị luôn á. Đây là vàng Tây Ninh nè mọi người. Cứ một thân như thế này là 1 triệu. Một thân như thế này là 1 triệu. Quá rất là rẻ nha mọi người, quá xá rẻ luôn. Đợt này là em ý chơi hết mình với mọi người ở một lần cuối năm. Anh chị nào nhanh tay thì mình cứ alo chốt vàng Tây Ninh nha mọi người ơi. Tiếp theo, cái cây thứ hai em ý tri ân cho mọi người là một cái cây lô hội nữa. Lô hội là cái cây Xiaomi Coco. Xiaomi Coco này thì em ấy cũng tính thân để chia sẻ cho mọi người. Em ấy cũng sẽ tính thân để chia sẻ cho mọi người nha. Mọi người chờ em xí, em lấy mặt bông. Đây là cái cây Xiaomi Coco nè mọi người. Em ấy chia sẻ với mọi người, mặt bông rất là đẹp luôn. Cây này thì em ấy chia sẻ với mọi người là giá 400.000 một thân. Đó, anh chị nào thích chơi dòng kiếm này thì mọi người alo cho em ý nha. 400.000 một thân nha mọi người. Thân của nó khá là to, tại vì cái giá này nó cũng rất là dễ chơi thôi mọi người. Một thân như thế này tầm 400.000. Nếu như mà anh chị nào thích thì mình alo cho em. Chỉ có 400.000 một thân, chỉ sale trong cái clip này thôi nha mọi người. Anh chị nào có điều kiện thì mình alo cho em ý. Em ý chỉ sale trong cái clip này thôi. Thì cũng như em ý nói, đây là cái clip cuối em ý sale tri ân cho mọi người rồi. Em ấy không có đủ khả năng mà sale mãi cho mọi người đâu. Em ấy chỉ sale được như đây thôi. Cho nên nếu như mà anh chị nào có nhu cầu chơi á, thì mọi người cứ alo cho em ấy. Vị Hoàng hàng giống sale 1 triệu em ấy cũng vẫn có. Đó, em ấy chỉ sale 3 cây đó, vàng Tây Ninh, Vị Hoàng và lô hội thôi.
mọi người thấy được cái clip này của em thì mọi người nhớ alo cho em ý, hoặc mọi người nhớ nhắn tin qua Zalo cho em ý để nhận quà tri ân nha mọi người ơi. Đó, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một cái video gần nhất nha.